Có trông được, trông được thế nhỉ? Mấy khi trông làm giống nhỉ? Thank you.
có đủ. Mãi không có thừa là cũng chắc không nghe thấy. Đây các bạn, các bạn để ý là thần cho rồi. Đây là thần của em ấy. Ngon lắm đấy em ơi, mua bừa bộ thì em đã đi đâu đây? Ăn cũng ngọt hết nhỉ, tôi đi xuống ngoài ngọt ngọt đấy. Ngon quá. Vừa đi bán. Thank you.
Tay không? Có tay. Mất chân. Ôi, ngủ hơi nhịp ha. Đấy không? Đúng rồi. Nặng lên đấy. Jadi. Đi bảo mày nhé.
ยายไปคุยเรื่องนี้โอ้โหตะโกนครับanh đi đâu ấy, em cô đi đâu đấy? Em đi lấy là sán bán. À, sán bán à? Vâng. Em mua được cái gì nhiều thế? Ớt. Ui, ớt à? À, hoa nhạc em ăn được ớt nhỉ? Ừ, nhiều thế, ừ, mới thế nhỉ? Măng chua. Vâng. Tiền hoa em rồi. Thế em đi làm cái gì có nhiều tiền để mua ấy? Em làm là sán. À, là sán. Mua ớt gì? Ớt có trông được, con trông được thế nhỉ? Mới khi trông làm giống nhỉ? Mình ăn nó phân thôi nhỉ? Được. Vâng. Thế em đi đâu chị em ơi? Tháng này à? Em đi sáng nay. Em uống nước. Vâng. Em có khát nước gì? Anh vừa trước em rồi, anh gọi máy phải đấy em rồi phải. Anh đi chưa? Anh thấy nồi sắn của em, anh ăn mà khá nhiều thế, em nuôi kiểu gì, cái gì mà ngọt, ngon phết. Anh khá nhiều với đậu phụ. Đấy là em nói đấy để cho anh mà. Vâng, thế thì anh đã xong rồi, no lắm rồi. Thế em cứ ngồi nghỉ nhá, anh cũng đang làm việc trong đấy nhé. Vâng. Thế em đang mệt cứ nghỉ nhá. Làm gì đấy? Ừ, anh tưởng chị làm luôn mà. Ê, anh làm trồng phòng thôi mà. Làm nó trồng cái gì đấy? Hả? Làm nó trồng cái gì đấy? Ừ, trồng bằng gì, trồng dưa hay trồng bí hay trồng bầu gì đấy. Vâng. Nghỉ ngơi đi anh. Vâng. Anh làm đấy nhá. Vâng.
con gà nha, con làm nha. Thế này, nhưng mà em cứ đỡ cặp anh cái anh nấu cơm ấm dầu cho em ăn nhé. Ui, trên tay bận hết, chịu phát ạ.
hai quả ăn em quả bé quả thật to anh chồng cho cô em ăn quả đấy. Yeah, kéo tay tiếp nha, bỏ ra bỏ hạt hụt ra hụt đấy nha. Vâng. À, cô em ơi. Vâng. Cơm chín nha. Chín rồi. Cơm nha. Em ơi. Không. Em ơi. Vâng. Em gấp đâu? Cơm.
con lấy từ cá rồi. Nè, em có rồi. Ừ, có. Ừ. Ừ, ừ, ừ. Ăn ngon thật đó. Chưa thật. Có thể em ăn được mấy không nhỉ? Có. Ủa, em cứ ăn đi. Này. Ủa, cho anh nhiều thế. Cho anh nhiều anh em ăn cái gì nữa? Đây có. Em khách sáu tí em bị thiệt thòi đấy. Không. Em tự nhiên ăn nhá, cơm nó à, nấc nói nhỉ? Nói rồi. Nào. Thế là sướng thế, mất cơm tiêu tiêu này. Anh cũng xong rồi, anh cũng chết rồi, anh chịu rồi. Đây, anh em mình tâm sự đâu tí nhỉ? Em ơi, à, em theo anh ở được một thời gian rồi, anh muốn hỏi em mấy câu được hỏi mấy thời gian rồi. Ừ, anh khổ em có ở được nổi không? Mà anh không cho em ở đây em cũng không biết ở đâu. À thế thì em có chị anh thế nào thế rồi khổ thì em ở đây thì anh khỏi ơn em thôi. Anh muốn là thời gian tới em ở được thì anh biết cảm ơn em, anh có cái định hướng này cho em ấy, chúng mình để cho em làm cái gì em được thích ấy. Em muốn cải thiện đời sống của em hay trang trại của anh chẳng hạn đấy. Từ nước phải em phải ngại cái gì đấy. Sợ em không biết làm gì, sợ anh không cho em ở đây thôi. Anh thích em còn giỏi hơn cả anh ấy. Em bỏ tay nó đơ đơ giờ em vui chung hết. Nghe em ở đây của anh được đấy. Thì mà anh có hai gia ngoài kiếm sống kiếm tiền phục vụ trang trại, có khi anh đi một ngày hai ngày không ngủ đây, em từ ngủ đây có được không? Có được. Vâng. Em cho ở đây trong nhà cho anh cũng được. Vâng. Em có nắng không? Em mà anh cũng đi làm nhiều, mình anh ở nhà em đi ra ngoài tí á. Vâng. Mà đi sao? Đi sao? Đi sao?